trai. Mời đi bạn. Mời bạn gái. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi em. Em tên là Lê Minh Dũng, em sinh năm 93. Hiện tại em đang là kỹ sư hệ thống. Đó là một ngành trong công nghệ thông tin. Bạn làm ở đâu? Em làm ở ngay vòng xoay dân chủ anh. Gần ở đây. Dạ. Ở quê ở đâu Dũng? Em đang sinh sống ở Biên Hòa. Là mỗi ngày em đi về thành phố Hồ Chí Minh với Biên Hòa hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chàng trai ở bên. Em tên là Nguyễn Trang Thành, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Lâm Đồng. Và hiện nay thì em đang làm kế toán. Em cũng có một cửa hàng nho nhỏ bán quần áo ở trên đường Huỳnh Văn Bánh á. Em có ngại quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không ạ. Bên kia là sinh năm 93 là 25 hả em? 25 ạ. 25 đúng rồi, em là sinh... Dạ, em là sinh năm 90, em 28 tuổi. 8. Dạ. Bạn trai có vấn đề gì về vấn đề tuổi tác không em? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì thoải mái ha, mình em giới thiệu. Em có điểm mạnh và điểm yếu gì? Đúng rồi. Điểm mạnh của em á thì em là người quyết đoán, em có ý chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em á thì thực sự là cái thân hình của em á nhìn nó nhỏ nhắn, không có được manly lắm. Cộng với lại là cái tính em rất là nóng tính nữa. Ồ, người gì mà nóng tính à? Dạ. Không được manly mà sao nóng tính? Dạ không manly chứ không phải là bên trong không manly ạ. Nó chỉ là bên ngoài thôi ạ. Nhưng mà anh thấy em đầy nam tính đó chứ. Rồi bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Em rất là hòa đồng, em biết nấu ăn, cũng rất là dễ tính. Mọi thứ thì em rất là dễ chịu. Vậy là được rồi. Còn điểm yếu của mình? Tuy là em rất là hòa đồng, rất là dễ tính, nhưng mà em cũng có những cái nguyên tắc. Thành ra là nếu mà ai đụng vô cái nguyên tắc của em thì em rất là khó. Nguyên tắc gì? Ví dụ cụ thể luôn đi em. Dạ mình đang mệt á, mà ai mà cứ hay bắt chuyện mình nữa thì mình sẽ rất là khó tính. Dạ lúc đó chắc em chửi. Em chửi luôn á? Vậy làm sao tao biết lúc nào em mệt, lúc nào em vui? Dạ nên em cũng thấy có nhiều khi em sai quá. Mốt mình dạ. Mệt mình phải nói hoặc để cái bảng đang mệt miễn tiếp khách, thí dụ vậy. Dạ. Nên nhiều khi em mệt á là cái mặt của em nó rất là lạnh lùng. Đâu ví dụ mặt lạnh lùng sao đâu? Tại vì đang lúc này đang vui quá. Lúc này đang vui quá hả? Dạ. Rất là dễ thương đúng không quý vị? Rồi tình trường của em thì sao? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình nhưng mà không có đi đâu tới đâu hết. Coi như là cái thời gian mà em không còn yêu ai nữa, Ngân á là khoảng cả 4 năm. Em đi làm tối về là cũng mệt quá rồi, lâu lâu là đi uống cà phê với bạn bè, đi ăn gì thôi. Dạ thành ra là cũng không có tiếp xúc gì với mọi người nữa. Rồi để coi chàng trai bên kia tình trường coi sao, có kinh nghiệm gì không ha. Dùng mấy mối tình rồi? Thì em cũng có vài mối tình nó không đi đến đâu. Cái lý do mà tới giờ em vẫn ế thì em nghĩ là do em khó tính. Có một số chuyện em thấy rất là nhỏ, như bạn nữ nói là đụng vào cái nguyên tắc của mình á. Cho nên là em rất là khó chịu trong trường hợp đó. Mà trong những lúc khó chịu, mà trong lúc nóng giận á, thì thay vì đôi khi thì em sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng mà do cái đôi khi cái tôi của em hơi cao cho nên là em toàn im lặng không anh. Cái đó cũng cá tính nhưng mà đôi khi nó cũng thất bại. Dạ. Nha. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích nhất là bạn nữ dịu dàng, chút cá tính cũng được. Và bạn nữ đó tóc dài và tóc hơi xoăn xoăn đó anh. Kiểu tóc hơi xoăn xoăn. Tóc dài hơi xoăn xoăn nữa ha. Cái kiểu nó Bồng bền nữa. Dạ nó như mì tôm á anh. Em thích nhất là một bạn nữ mà thông minh, nhanh nhạy. Em rất rất thích điểm đó luôn. Có điểm gì em không thích cho người phụ nữ không? Là họ hút thuốc lá. Em còn vẫn quan trọng tính cách, bởi vì em gặp xong thì em mới biết được là em có thích hay không. Rồi một chút xíu hai bạn sẽ trao đổi ha. Dạ. Bây giờ bạn gái, mẫu người lý tưởng của em đặt ra là như thế nào? Dạ em không có đặt nặng cái vấn đề ngoại hình. Dạ em chỉ cần là bạn nam đó phải chín chắn một chút. Dạ với lại là không hút thuốc. Em không có thích bạn nam nhậu nhẹt. Thật ra thì em thích người con trai mà phải có chính kiến. Đơn giản ha. Chỉ cần quan tâm yêu thương mình thôi ha. Đừng hút thuốc, đừng nhậu nhẹt. Mấy cái tiêu chí đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng 100% ạ. Đây sáng sủa lắm mà. Nhưng mà có gọi là quyết đoán trong công việc, người có lập trường vững chắc không? Em không dám nhận xét, tự mình nhận xét như thế, nhưng mà em nghĩ là em có. Dù em có chững chạc quyết đoán, em đẹp trai nhưng mà em vẫn là nhỏ hơn cô này 3 tuổi. Dạ. Người ta sẽ chững chạc hơn, trưởng thành sớm hơn em nữa. Em có ngại là em bị lép vế, em bị non hơn bạn gái không? Nếu mà em càng thích em càng thấy đó giống như một thử thách hơn đấy chứ. Mình học được quá nhiều từ bạn nữ hơn mình tới tận 3 tuổi mà. Nhưng mà học xong rồi có bỏ đi không? Cái chuyện đó thì để thời gian nó quyết định, còn hơn là mình hứa trước từ bây giờ. Em có phải là mẫu người chung thủy không? Dạ em nghĩ là em chung thủy. Sự nghiệp em đã ổn định chưa? Công việc thì ổn định rồi nhưng mà em mình muốn hơn nữa. Đúng rồi, đương nhiên mình trẻ mình phải cầu tiến chứ. Nếu lập gia đình thì em định như thế nào? Dạ, hiện tại thì cũng có
cũng có nhà dưới Biên Hòa và cũng có nhà trên thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là ở đâu cũng được ạ. Cố gắng lên một chút xíu nữa thuyết phục bạn nữ, bạn nữ dễ thương lắm. Dạ em cảm ơn. Sẽ có mì tôm ăn mỗi ngày. Một chàng trai hình rất ok. Dạ em cảm ơn anh. Xin chào đàn gái. Ồ rất là xinh. Chàng trai bên đây có vẻ cũng rất là công tử ha, đẹp trai đó. Chắc chắn là cũng có dễ nhiều cô để ý lắm. Đúng rồi, ghen không em? Cũng có ghen. Mà ghen cách nào? Thí dụ như em gặp một chàng người yêu của em đi với một cô gái nào đó. À, mét mẹ của bạn. Mét dạ. Mẹ của bạn hả? Dạ. Là mét, dạ, chơi cho mét. Chơi mét. Dạ, hồi nãy là giỡn với anh thôi. Thì em sẽ hỏi thử xem, thử coi là mối quan hệ đó là gì, để xem anh giải thích. Còn nếu như mà anh đi quá xa thì sẽ có những cái biện pháp khác và nó mạnh tay hơn. Biện pháp từ từ tăng lên ha. Dạ đúng rồi. Em thích gì nhất về người đàn ông? Trầm tính. Dạ biết lắng nghe. Có thích đàn ông ga lăng không? Dạ thích. Một cô gái rất là dễ thương, dễ tính ha. Được đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với dạ chị đồng nghiệp. À chị đồng nghiệp, cho chị gặp đồng nghiệp của em. À, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả ở trường quay ngày hôm nay. Qua theo dõi hai bạn nãy giờ thì em có chút ý kiến á, là đối với bạn Dũng á, thì Hy thấy là Thành á, là một người lanh lẹ, quạt bác, hòa đồng. Nên là cái phần tuổi tác nó có hơi chênh lệch, nhưng mà cái ngoại hình của Thành á, nó cũng nhỏ nhắn dễ thương, nên Hy nghĩ là cái tuổi tác nó cũng không quan trọng. Còn về phía Thành á, thì Hy thấy bạn Dũng bên đây cũng là người nghiêm túc, dễ chịu, ngoại hình thấy cũng được, đẹp trai. Thì hy vọng là hai người sẽ bấm nút để có cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, trai đi với ai? Em đi với anh trai với lại em họ. Anh ruột á hả? Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Thì như này Dũng nói thì đúng á, Dũng là một người rất là cá tính đấy, và rất là quyết đoán đấy, thích là làm. Còn nhận xét về bên bạn anh ấy Dũng. Dạ anh thấy được đấy. Chú tiến hành anh. Anh ủng hộ rồi. Nhưng mà cái đó là tùy duyên của hai đứa nha. Có nghị quyết rồi đó, chú tiến hành thì anh ủng hộ rồi đó. Anh thua mình nữa thôi chứ người nhà là ủng hộ hết trơn rồi. Rồi kéo màn lên, kéo màn lên. Rồi mời hai bạn. Mì tôm. Chào bạn. Hôm nay mình đi lên á, thì mình có mua một bó hoa để tặng bạn. Ừ. Rồi, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn gì? Cảm ơn em. Được. Chủ động lên. Thì để anh bắt đầu trước ha. Tối mai em có rảnh không? Dạ rảnh. Em ở khúc nào á nhỉ? Em ở quận 10. Vậy ngay chỗ anh làm việc luôn rồi. Mình hay gặp nhau được lắm á. Dạ. Vậy thì tối mai á, sau khi anh làm việc xong á, anh sang rước em ha. Tụi mình đi ăn. Em ăn nhiều lắm đó nha. Ừ, không sao. Anh á, thì khi thấy á, thì thấy em rất là một người rất là dễ thương. Thì cái chuyện tuổi tác á, thì không có quan trọng. Mà cái gương mặt anh á, thì hơi non. Chắc là mọi người sẽ thấy là hơi gai một xíu. Hả? Hơi gì? Hơi gai ạ. Không, chị thì thấy em không có gì gai. Nhưng mà từ lúc em chéo cái chân chị thấy gai á. Con trai phải banh banh ra chút xíu rồi. Rồi chị. À, đúng rồi. Đó, banh rồi. Chân lên gì? Thiệt tình. Anh là một người có vẻ ngoài nó không có được manly cho lắm, thì đôi khi anh cũng thấy hơi tự ti về chuyện đó. Theo suy nghĩ của chính bản thân em á, thì người đàn ông á không có cần thiết phải quá ngoại hình. Cái mà họ cố gắng thể hiện mình là cái thực lực của bản thân. Đó là cái suy nghĩ của em, anh cũng đừng có suy nghĩ gì về ngoại hình của chính bản thân mình hết á. Để hiểu nhau hay là để hiểu hơn về tính cách của em á, mình gặp ở ngoài á thì mình sẽ gặp nhau, mình nói chuyện được nhiều hơn. Có bấm nút thì mới gặp ở ngoài được. Dạ. Mà nói chuyện hồi không ai bấm nút hết là hết gặp ở ngoài luôn. Dạ em thích tóc ngắn. Có sao không? Đối với anh thì nó không sao, nhưng mà đừng có ngắn như anh thì được rồi. Cái chuyện hôn nhân á thì anh phải 2 đến 3 năm nữa. Đối với anh một mối quan hệ nếu mà dưới 2 năm á thì thực sự không có độ hiểu rõ. Anh em thì em có thấy ổn không? Em thì không có đặt nặng cái vấn đề là yêu rồi 2 3 năm cưới. Mình sẽ dùng cả đời để mình hiểu nhau, chứ mình không thể nào mà 1 năm 2 năm để mình hiểu hết được. Thì đối với em không có quan trọng cái thời gian để cưới nhau. Chỉ có điều là mình có đủ sẵn sàng hay không thôi, tại vì một cái trách nhiệm phía trước. Đúng rồi. Cảm nhận bây giờ mọi người, hai người hãy nói lên cái suy nghĩ của mình hiện tại. Anh sẽ bấm nút. Và anh sẽ có trách nhiệm với quyết định của anh. Còn em? Em chưa có trả lời được là em có bấm nút hay không. Cảm nghĩ của em á thì tại thấy anh trẻ quá so với cả em. Em còn muốn nói gì nữa không?
Rồi nói nhất tất cả những gì suy nghĩ em. Đừng lo. Cơ hội cuối cùng để thuyết phục được cô ấy. Mạnh mẽ lên. Mình quen nhau á là vì cái tính cách, chứ ngoại hình á thì thời gian này nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Cho nên em đừng có nghĩ cái ngoại hình của anh quá trẻ so với em. Cái quan trọng là cái tính cách của anh có quá trẻ so với em hay không mà thôi. Hay. Câu này hay. Đặt ra lên nút bấm đi các bạn. Em, anh có quá trẻ so với em hay thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, trao cái duyên cho nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, không phù hợp, không bấm. Hãy đưa ra quyết định của hai bạn sau 3 tiếng đếm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Tuyệt vời. Chúc mừng em trai. Chúc mừng em gái. Hồi hộp không em? Dạ có. Lo quá hả? Dạ. Nào nắm tay nhau đi. Anh em trai rất là bối rối. Có thể trong giây phút này chúng ta không bao giờ quên được, đúng không em trai? Sao em hù em trai chị vậy? Hả? Là em chọn ảnh từ câu nói cuối. Còn mấy câu nói hồi nãy không có chọn. Câu nói cuối rất hay nha. Cảm giác em trai lúc này thế nào? Dạ thì may mà nhờ có câu nói cuối. Do mình cố gắng đấy em. Dạ. Bây giờ chúng ta thể hiện những gì mà các bạn đã bấm nút thể hiện. Đó là gì? Hôn nhau. Đẹp quá. Mà xin tự giới thiệu thì bản thân em là, em tên là Nguyễn Văn Huấn. Năm nay em 34 tuổi. Thì hiện tại công việc của em là bộ đội. Đang công tác tại sư đoàn bộ binh 5 quân khu 7. Mình làm cái gì rồi? Dạ em đại úy. Đại úy hả? Là cái này mình tự chủ động mình đăng ký chương trình thôi, chứ đâu có thông qua đơn vị gì đâu đúng không anh? Dạ thì tại vì em nói chung là cũng xem hay lúc thời gian rảnh á. Ừ. Thì cũng hay xem chương trình thì cũng thấy có nhiều cái hay, và nói chung là thông qua chương trình thì khi mà lên trên này thì em thấy được bộc bạch, tức là cũng không có gì phải giấu giếm cả, thì thông qua đó thì có thể lựa chọn được cái cảm thấy hợp thì mình có thể chọn được một người bạn phù hợp với mình, thì đó là cái điều tốt rồi. Nhưng mà đi có phải xin phép đơn vị không em? Dạ. Em đi em có phải xin phép đơn vị không, thủ trưởng không? Dạ hôm nay đi thì thật sự là đơn vị em đang cấm trại, cho nên là em cũng có báo cáo với anh là em xin đi đăng ký tham gia chương trình đi phỏng vấn. Dạ thì em xin đi trong ngày. Em đi xe máy á. Tự chạy xe máy xuống đây hả? Dạ vâng. Đang ở Trân Thành. Trân Thành là ngay Tân Uyên đi lên đấy đúng không? Em ở Trân Thành thì cách ngã tư Trân Thành khoảng 3 cây ạ. 3 cây. Dạ. Em gần trạm Minh Hưng á. Xuống đây khoảng 90 cây đúng không? 100 cây. Em thì nhà em thì ở Trân Thành, nhưng mà hiện nay thì em đang công tác ở trên Tây Ninh. À Tây Ninh hả? Dạ vâng. Rồi mình chia sẻ về bản thân thôi một xíu đi anh Huấn. Tính cách cũng như điểm mạnh điểm yếu của mình ra sao ha? Thì đối với bản thân em thì cũng có thể là do một phần đặc thù trong cái môi trường công việc, cho nên là tính thì có thể nó hơi cứng nhắc một xíu. Nó cũng không được mềm mỏng, nhưng mà thật ra thì bên ngoài có thể mọi người cảm thấy nó như là theo như bộ đội em đánh giá và nhận xét thì có thể bên ngoài nhìn hơi lạnh lùng. Nhưng mà thật ra bên trong thì em là người sống nội tâm và sống rất tình cảm. Anh đặc biệt là biết chăm lo và biết suy nghĩ về tương lai và cho gia đình. Chỗ của anh, đơn vị anh hình như là trước đó là cũng có tham gia chương trình bóng hẹn hò rồi đúng không anh biết không? Tại có những số là bên bộ đội, quân đội có tham gia. Bên sư năm thì hình như em nhớ không, cũng rất là lâu rồi. Dạ, lâu lắm rồi. Rồi. Rồi tiếp, có gì nữa không? Điểm mạnh, điểm yếu, có gì không? Có năng khiếu hay là... Về điểm mạnh của em thì nói chung là em tham gia các hoạt động phong trào, đặc biệt hoạt động thể thao. Còn về cái nhược điểm thì có lẽ là nóng tính ạ. Thì nói chung tính em... như bố mẹ em cũng hay nhận xét này, bộ đội cũng, anh em cũng hay nói là đôi khi mà nóng, mỗi lần nóng thì anh em nó hay sợ. Thì mình thật ra nóng thì mình hay có thể mình hay nói lớn thôi, chứ xong rồi thì mình không để bụng, không có gì hết. Nhưng
Nhận nhiều không? Dạ, cũng không không nhiều lắm ạ. Không nhiều lắm, dạ. bao nhiêu lít? Thì thật ra bình thường, nhưng mà vui vui, nhưng mà cần thiết thì mình có thể mình tham gia ngồi uống vui mọi người. Còn nếu mà việc không cần thiết thì mình thấy mình ở mức độ giao lưu vừa phải. Em nếu mà uống thì em có thể uống được 10 lon. Ừ. Dạ. Thế em rể chị được uống xong là vào ô bồn cầu từ sáng đến tối á. Dạ. Anh chơi thể thao là chơi bộ môn gì anh? Em cũng có thể chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, hoặc là nói chung môn thể thao thì em đều có thể tham gia. Rồi có văn hóa nghệ gì mà hát hò? Cái mảng đó thì em hơi hạn chế. Em chỉ hoạt yếu tham gia hoạt động phong trào thể thao là chính. Là nãy xe chạy xe máy từ Tây Ninh về đây đó hả? Dạ vâng. Hôm nay là Tây Ninh, thành phố luôn hay sao? Em ở cách thành phố Tây Ninh khoảng 2 cây số. Dạ. Thì bởi vì thành phố Tây Ninh nó cũng nhỏ, đơn vị em thì ngay chỗ thị trấn Châu Thành đó thì cũng ngay sát đó. Rồi. Cách của quan khoảng 2 cây. Rồi, tình trường của em thì sao không ạ? Dạ. Mới mới tình rồi. Thì nói chung là em thì thật ra em cũng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi. Ừ. Dạ. Thì cách đây em ly hôn cách đây là cũng 3 năm. Dạ. Em kết hôn năm 2016 thì đến đầu năm 2019 thì em ly hôn. Dạ. Lý do ly hôn em có con chưa? Em thì chưa có con. Ừ. Dạ. Thì nói chung lý do ở đây có thể là do cái cuộc sống, do môi trường công tác của em thì thường xuyên xa gia đình. Ừ. Dạ. Thì cái thời điểm đó, sau khi kết hôn thì em cũng đi tham gia học, hoàn thiện đại học. Thời gian là cũng gần 2 năm. Trong quá trình học thì cũng ít về nhà. Với lại hai vợ em thì lúc đó là cũng còn ít tuổi. Khi mà nói chung vợ em thì trước thì cũng làm ở dưới Bình Dương á. Sau khi cưới xong thì cũng không muốn về ở chung với bố mẹ chồng á. Thì trong khi đó lúc đó thì em thì đi làm ở xa nhà. Mà nhà cửa thì nói chung là cũng sẵn, cũng tiện đó. Bố mẹ thì cũng muốn là bố mẹ em thì nhà em thì được 3 anh chị em, nhưng mà em cũng làm ở Biên Hòa, làm xa. Chị gái thì lấy chồng ở nhà, còn bố mẹ thì năm nay cũng gần 60 rồi. Thì nói chung là vợ cũ của em thì lúc đó nó cũng không muốn về ở chung với bố mẹ mà muốn ở riêng. Thế cho đó là lúc đó khi đó thì cũng phát sinh ra một số cái mâu thuẫn rồi. Thế sau đó thì khi mà em cũng nói thì cũng dọn về thì, nhưng mà về đến khi về thì cũng không ở, không muốn ở đấy. Thì sau đó là ở xa nữa, em đi học xa gia đình nhiều nữa, rồi phát sinh thêm nhiều cái. Thì nói chung là để hai vợ chồng là tự đề xuất vấn đề ly hôn nữa. Có người thứ ba không? Dạ. Có người thứ ba không? Dạ không. Không hả? Dạ, cái này chỉ là xuất phát từ mối quan hệ giữa hai vợ chồng, cảm thấy không thể mà không chung. Dạ. Dạ, thật ra thì em cũng có quen một vài bạn nữa. Ừ. Nhưng mà quá trình tìm hiểu thì nó cũng không có được đi đến có kết quả tốt. Ừ. Lý do thì sao? Lý do ở đây thì đối với bản thân em, khi mà chọn một người bạn đây thì em không có đặt nặng vấn đề ngoại hình hay gì hết, nhưng mà em mong muốn là đối với người bạn của em thì một là phải có chí cầu tiến. Ừ. Và phải chung thủy trong chuyện tình cảm. Là những cô em tìm hiểu đều không có chí cầu tiến và không có chung thủy. Nói chung. Dạ thì các bạn nó thì cũng có một nói chung là nhiều cái nó cũng không rõ ràng ạ. Ừ. Dạ. Em tìm hiểu với bạn được bao lâu? Thì mới đầu thì cơ bản là do tính chất công việc của em thì đa phần em tìm hiểu nói chuyện trên điện thoại. Ừ. Thông qua Zalo và Facebook. Thì tranh thủ vào các cái do đơn vị của em đơn vị quản quân, cho nên là có thể 1 tuần 2 tuần hoặc là 1 tháng thì nói chung là em mới có thể là dành thời gian gặp mặt để nói chuyện được. Thì đối với em thì bây giờ em cũng mong muốn là tìm một người bạn thì có thể hợp tuổi được thì càng tốt, còn không thì tính tình nó cũng là người cởi mở và biết chăm lo, biết suy nghĩ cho gia đình.
Bởi vì em thì bản thân em là công việc thì đặc thù công việc xa gia đình rồi, cũng không thể nào mà lúc ở gần suốt gia đình được. Thì em cũng mong muốn một người bạn của em như thế. Thì ngoại hình thì cũng không phải cần phải xinh đẹp, nhưng mà nó cũng không dễ nhìn một xíu là được. Cao khoảng 1m từ 57, 58 trở lên là được. Tầm 1m57-58 trở lên đấy chị. Thì được 57-58 rồi, cũng được 57-58 rồi, 1m50 được không? Không. Không thì trả lời không chị ạ. Thằng bác này cô đứng với em cũng hơi hơi kỳ chị. Kỳ bữa tôi còn làm ai cô kêu 1m50 em kia, 1m83 kia. Đâu sao đâu, tàn lệch đôi chứ sao. Mình càng khổng lồ chứ cô gái đó thì mình càng bảo vệ người ta. Được không? 1m50 hơi khó chị. Thì không thì bảo là không, chứ tụi chị đâu có ép em phải là thừa nhận ok đâu, không đúng không? Thế rồi 1m55 nhá. 1m55 là chuẩn con gái Việt Nam rồi đấy. Dạ, 1m55 cũng được chị ạ. Mình phải cho con số thấp nhất rồi dần dần đến lên cao, đúng không? Dạ vâng. Rồi. Có yêu cầu gì về ngoại hình nữa không? Dạ, ưa nhìn xíu, đừng mập quá, đừng ốm quá được chị. Có hình bóng nào lý tưởng không? Dạ không, em thì cũng không đặt nặng vấn đề đâu lắm. Anh có thích một người người mẫu hay là người nổi tiếng nào sở showbiz không? Anh nghĩ là nó tiếp cận cái người đại gái anh tìm kiếm. Dạ không ạ, em thì chủ yếu em nghe nhạc, em nhạc MP3 thì em cũng biết khi xem nhạc hình, em cũng không có đặt nặng mẫu hình đó lắm. Không, không cần thấy được mình. Rồi. Thì tuổi tác thì em nói là hợp tuổi em càng tốt thì tuổi tuổi nào sẽ hợp với em? Tuổi em tuổi có thể là như em 88 thì có thể hợp với 89 hoặc là tầm 95. 87 được không? 87 lớn hơn em 1 tuổi ạ. 87 là 6 năm. Tuổi đó như lại không hợp. Mộc sinh hỏa xong hợp em mạng mộc 86 87 mạng hỏa mộc sinh hỏa xong hợp. 86 là tuổi cọp ấy chị. Còn cái đó không sao đâu, em mà cứng, em mà nóng tính, em cứng được sao mà nó hai đầu em được. Dạ, để thiêu em luôn đó chị. Hả? Để thiêu em luôn. Bạn hỏa nhưng mà lưu trong hỏa lửa trong lò mà thiêu em sao được. Dạ. Em là đại lân mộc mà. Dạ. Cây trong rừng mà lửa trong lò với cây trong rừng đâu có liên quan gì đến nhau. Thiêu em luôn đó chị. Sao mà thiêu được lửa trong lưu hương, làm sao mà thiêu em được. Lửa đấy chỉ lửa trong lưu hương ở trên ban thờ thôi. Không, tại vì vốn dĩ là em thấy là tính em thì nó nóng tính thôi, nhưng mà thực ra em cũng dễ nhùng lắm. Thế mà ai mà giữ cái em cũng nhùng, em cũng không có cương lên người ta làm gì hết. Chẳng qua là nhiều khi mình bực thì mình nói em thì thôi. Em chỉ giữ cái người hiền thôi đúng không? Với lại hai đứa 86 là bằng tuổi chị gái em rồi. Thì đâu có xa đâu. Giờ 87 được đúng không? Lớn hơn em 1 tuổi được đúng không? Dạ, thì 87 mà trẻ trung lớn hơn em 1 tuổi được không? 87 thì cũng có thể được, nhưng mà cũng có thể là trải qua cuộc đổ vỡ hôn nhân, nhưng mà cũng có thể có con, nhưng mà con gái thì được, con trai thì nó cũng hơi hơi e dè con trai đúng không? Rồi. Tức là có thể là 87 được đúng không? 87, 89, 95 đúng chưa? Rồi. Nên hôn là ưu tiên là có con gái. Rồi ok, còn gì chia sẻ không anh Hữu? Quê quán thì có yêu cầu gì không? Có phải yêu cầu người miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì không? Dạ, nếu mà được thì người Bắc càng tốt, vì em thì cũng người Bắc mà. Dạ. Hà Nam hả? Em là Hà Nam. Hà Nam thì chỉ có họ hàng ngoài đó thôi chứ đúng không? Thế bố mẹ ở Bình Phước hết rồi đúng không? Thực ra thì em vẫn còn nhà ngoài quê. Ngoài quê của ông bà để lại cho bố mẹ rồi. Em cũng có hay về quê luôn. Quê quán bạn gái thì sao? Yêu xa rồi này kia rồi được không anh Hữu? Nếu mà được thì em mong rằng người bạn em có thể ở gần Bình Dương, Bình Phước hoặc là ở gần đơn vị em công tác, thì nó tiện cho vấn đề em tìm hiểu. Không vô Củ Chi rồi đấy đúng không? Dạ, không quá xa. Vì đặc thù công việc mỗi lần, ví dụ có thể em... Em thời... có thể được ra ngoài không? Dạ, đơn vị em nếu mà không phải liên quan do trực chiến hoặc cấm trại thì có thể hết giờ hành chính.